Anh dứt điểm chuyện từ đâu luôn đi. Tao cũng muốn lắm mà chưa được. Nó phòng thủ kỹ lắm mày nói mà. Tôi không muốn để lâu nữa, nguy hiểm lắm. Qua cơ hội rồi, dễ ra tay chắc. Mẹ, cái gì cũng không được. Ông nào tôi muốn đi quá. Muốn làm phò mã ông sáu đời thì đáng cưa con gái của ông đi. Sử Tư Đô chưa chắc ăn. Cưa yếm là việc phải kiên trì theo đuổi, còn việc Sử Tư Đô là phải xử. Đó là vật cản khó chịu trên con đường tôi đi. Loại bỏ tình địch và loại bỏ vật cản là hai chuyện khác nhau nha mày. Anh cứ làm xong cho tôi đi. Giờ này Tư Đôn hay ghé nhà hai lợi để mua gà chọi. Tôi đang lên kế hoạch để xử nó đây. Tư Đôn đâu có mê ba cái thứ đó. Tao cũng không biết nó mê thứ gì. Mày ghé đó hai lần rồi. Lần thứ nhì đàn em của tao bị tụi thằng Chính Lượng dân cho một trận. Mấy thằng nhỏ cũng lì thiệt, không khai bất cứ một thứ gì hết. Chỉ đợi nó ghé một lần nữa là tao xử luôn. Tôi không tin Tư Đôn tới đó đi mua gà. Chắc chắn phải có một lý do khác. Tao không cần biết lý do của nó. Thế lần này nó xuất hiện là tao chơi đẹp. Anh đừng có khinh địch. Tôi đang sợ nó gài bẫy hai anh em mình đó. Cái gì? Nó đang sôi sục tìm ai chơi đó. Anh phải cẩn thận, coi chừng hư bột hư đường hết. Chứ bây giờ mình muốn xử nó bằng cách nào, vừa lẹ vừa an toàn? Tôi chưa có nghĩ ra. Không làm liền tôi lên bãi à? Tôi cần một vài đứa đệ của ông cho vụ Tư Đô. Được, tao sẽ kiếm cho mày. Mà ông làm gì lên bãi gấp như vậy? Hai Sơn réo tôi lên ào ào, không lên không được. Anh hai đã kêu ông thì tôi không dám ý kiến. Xong chuyện trên bãi đá thì về tính sổ thằng Tư Đô cho tôi. Ok, để tôi gọi thằng Cưng với bồ nó tới gặp mày. Mà hai đứa đó đâu ra vậy? Có xài được không? Thằng Đôn hay ghé nhà con Quý để mua gà. Mà con Quý là bộ của thằng Cưng. Tụi nó mới về với tao sau vụ xử Tư Đôn. Mày muốn có thông tin của thằng Tư Đôn thì phải dùng hai đứa nó. Vậy cũng được. Chú kiếm ai? Thu Tiền. Cái gì vậy? Ở đâu ra? Trời, bà mới tới ở đây hả? Tôi là con Hai Lợi. Tôi tới thu tiền nhà tháng này. Hồi nào giờ Hai Lợi thu tiền nhà không à? Tôi không đưa cho ai khác đâu. Từ giờ trở đi tôi sẽ thu tiền nhà thay cho ông già. Tôi không biết nha. Hồi nào giờ tôi đưa cho ông Hai Lợi không à? Phát tài á, tôi đưa rồi. Ê, 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 vụ này tôi chưa nghe Hai Lợi nói gì hết nha. Thôi, đi cụ đi. Được, tôi sẽ nói với ông già thông báo cho mọi người biết chuyện này. Nhớ cái mặt tôi đó. Mày đi đâu à? Thu tiền nhà, ba thu tiền rồi á, thì đưa lại đây cho tôi. Có chuyện gì, về nhà nói. Nè, sẵn có mọi người ở đây, ba thông báo cho mọi người biết từ giờ trở đi tôi sẽ thu tiền nhà ở đây. Nè, sao ba ngại hả? Ngại thì để tôi nói. Nè, bắt đầu từ giờ tôi sẽ thu tiền nhà, mọi người nhớ đó. Không ai được đưa tiền cho ba tôi, không ai được ở thiếu ở chịu. Ở đây không có vụ ở chùa ở miễn phí đâu. Chị nhớ nha chị Đoan. Mày cứ giỏi nói cho cố vô. Ai đâu thiếu, ai đâu ở miễn phí. Có tôi mới nói chứ ba. Con ông nói vậy á, ông có ý kiến gì chốt lại đi cho tụi tôi biết. Bà nhiều chuyện,
thì từ tháng sau tiền nhà là nó thu. Làm gì thứ ghê không? Mọi người nghe hết rồi đó nghe. Tôi về à. Anh Tá Phỉ đang bận công chuyện, nên công việc tụi bay đặt theo, từ đây anh sẽ quản lý. Dạ, cái chuyện đó em có nghe anh Tám nói rồi anh. Chắc chắn thật từ đâu đã nhớ mặt em sau vụ em với lại cụ lũ quậy quát ba nhà nó. Cho nên từ đây em không cần phải theo dõi từ đâu nữa. Dạ. Còn em? Dạ, anh muốn em làm gì? Anh muốn biết tại sao Tư Đôn lại tới nhà em. Thì chả qua mua gà mà anh. Tư Đôn không phải người mê gà, nó phải có lý do khác. Em hãy tìm cho ra lý do đó, nếu như nó tới nhà em lần nữa. Trời ơi, nó tới thì mình xử luôn anh, tìm hiểu gì cho mất công. Mày nghĩ Tư Đôn là người dễ xử vậy sao? Dạ. À, tụi em biết rồi, tụi em sẽ làm theo ý anh. Tốt. Từ bây giờ 3 ngày ở nhà theo dõi Tư Đôn. Dạ. Tối hai đứa vào đây làm cho vui. Dạ dạ dạ. Dạ, dạ được anh dạ. Em cảm ơn anh. Em cảm ơn anh. Còn bây giờ hai đứa về đi. Dạ. Từ nay về sau có chuyện gì báo trực tiếp nha, không cần phải qua Tâm Phiện. Dạ dạ. Dạ em xin phép nhanh. Bắt tay anh cái. Tay của anh ấm áp giống như là tay cha của em vậy. Dạ. Xin xin, thằng Quý đâu? Sao để mày làm một mình vậy? Sáng giờ em đâu thấy chị, đợi chị chắc cay chết hết. Mẹ con Quý này, chắc là muốn bị ăn đòn nữa đây. Vô mánh được rồi. Tôi nghe anh Tư ơi. Được được, anh cứ đem nó tới gửi đi. Tôi chăm sóc quen rồi, không có sao đâu. Dạ dạ dạ. Tư Đôn bận đi đâu đó, sẽ đem con gà qua đây gửi vài ngày. Rồi anh nói sao? Ok con gà đen chứ sao, nó trả tiền công mà. Mày cứ làm đi, tao chi cho một nửa tiền công. Khi nào anh đem gà qua? Ừ, tao quên hỏi rồi. Mà không sao, nếu thằng Trả tới mà tao không có ở nhà, mày cứ mở cửa cho thằng Trả vô. Em biết rồi. Anh hai. Trời ơi, thằng em bị chịu lên rồi đó hả? Anh hai lệnh mà không lên sao được. Nhưng mà phải lo công việc cho người ta xong cái đã. Thành ra là hơi chậm. Anh hai bỏ qua cho em Út nha. Lên đây thì ở lại đây, chừng nào cỏ mọc. Gì vậy đấy cá? Nắng gần chút mà. Cái thằng. Không có em nào bóp tay bóp chân cho anh hai sao? Tao cho tụi nó ra ngoài hết rồi. Anh hai mừng hội ngộ. Dạ. Ta nói ngồi tù có 2 năm thôi mà mọi thứ nó loạn lên hết.
Đến lúc này tao phải lập lại trật tự ở đây. Anh đã nắm hết dân tình ở đây chưa? Rồi. Má nó có tụi cắt ké nào đó nó lên nó làm cha không? Giờ tao có mày rồi, tao không có lo cái gì hết. Bởi vì người ta nói sơn tặc thì phải đi đôi với thổ phỉ. Bữa nay tao vui lắm. Để tao kêu thêm mồi nha. Bữa nay là phải quắt cần câu mới được. Có cái món gì ngon ngon thì đem lên đây nghe chưa. Rồi thêm một can nữa nha. Anh hai có kéo đứa nào tới cho vui không? Có hai anh em mình thôi à? Không, bữa nay chỉ có tao với mày thôi. Bao nhiêu năm không gặp, thiếu gì chuyện để kể. Anh nói phải, thiếu gì chuyện để kể. Tao phải xử cái đứa nào nó gài công an tóm tao. Mẹ nó tao thề, tao sẽ bỏ nó xuống hầm, tao lấp đất lại, tao chôn sống nó. Muốn như vậy phải thâu tóm thiên hạ trước đã hả? Thì tao đang chờ cơ hội nè. Trời, kia chắc là nó có thuốc đó. Alo. Chào em, Susie. Là chú hả? Bộ tôi làm em sợ hả? Chú đang gặp chuyện gì nữa hả? Làm gì có. Vậy sao chú gọi tôi vậy? Tại tôi muốn nói chuyện với em. Anh Chính Lượng cho chú số của tôi đúng không? Thì đó là việc của Chính Lượng phải làm giúp cho tôi mà. Nếu không sao tôi gọi cho em được. Mà giờ này chắc là em đang ngồi một mình trong chòi đúng không? Biết rồi còn hỏi nữa. Nghe được giọng của em tôi thấy vui lắm. Tôi cũng vậy. Em đang làm gì đó? Tôi đang đọc sách. Vậy tôi có làm phiền em không? Sao chú lúc nào cũng lịch sự hết vậy? Thì em xứng đáng được nghe những lời như vậy mà.
Nhưng mà tôi không có quen. Nè, sao tự nhiên em gọi Chính Lượng bằng anh mà em gọi tôi bằng chú kỳ vậy? Chính Lượng là lớn hơn tuổi của tôi đó nha. Tại tôi gọi anh Chính từ anh còn trẻ nên là tôi quen. Còn lúc mà tôi gặp chú thì chú già rồi nên tôi phải gọi vậy chứ sao. Nhưng mà tôi không có chịu như vậy đâu. Cũng chịu thì thôi. Nè, anh không có chịu thôi đâu á nha Sushi. Không có chuyện gì, thôi tôi cúp máy nha. Có chứ, anh bận quá cho nên không có chăm sóc gà được. Vì vậy nên sáng mai anh tới nhờ em. Chú không có thời gian chăm sóc, mà chú mua con gà cả chục triệu luôn. Thì đó là cái cớ để tôi tới lui thăm em thôi. Chú không sợ bị nguy hiểm hả? Nếu có là tôi sợ cho Sushi đó. Chú nói mắc cười quá à. Tôi có là cái gì đâu. Em đừng có tự hạ thấp mình như vậy chứ. Ừ, thì tôi nghe lời chú cho vui. Nghe lời á thì phải gọi bằng anh và xưng bằng em nghe chưa. Gọi chú hay là anh gì thì cũng một người thôi mà. Gọi chú mới không có đụng hàng đó. Tôi thấy em mới là không đụng hàng đó. Muốn sao cũng được. Lâu lâu cũng phải ghé ba nhà chứ quản lý trên giấy tờ không đâu có yên tâm. Về bà Cai Đinh, anh bảo đảm ba của tôi luôn xa ba mình. Lại sơn si, em không có muốn nghe đâu nha. Đã nhảy bàn ngon rồi. Vô xin lỗi cho tao. Anh có cần phải vậy không anh? Tao biểu sao thì làm vậy. Nếu như hai đứa tụi mày muốn còn răng để ăn cháo. Tao nghe không rõ. Tao nói. Ê,
cậu chỉ cho đàng hoàng. Tôi xin lỗi chị. Thật ra cũng phải như vậy chứ. Ok. Chơi tiếp đi. Woo. Đứng lại. Hai đứa tụi bay có biết vừa đụng tới ai không? Tiểu thư, con nhà đại gia đó. Vậy hả anh? Em có biết gì đâu. Tao kêu tụi bay vô trong đây là để làm quen với công việc sau này dễ đi làm, chứ không phải kêu tụi bay vô đây để quậy phá. Mẹ này, hồi nãy mà không có tao ở đây, tôi giật xương hai tụi bay ra rồi. Dạ, dạ em cảm ơn anh. Nhớ đó, lần sau gặp lại ráng phục vụ cô chủ cho đại quan. Anh nói gì? Cái cô nãy là cô chủ hả? Ừ, là chủ của cái ba này. Về đi. Dạ. Chú làm gì với cái thứ điện thoại đó? Thì tôi đựng điện thoại. Chỉ có những bà già mới đựng điện thoại như vậy thôi. Anh đã nói là không đụng hàng mà. Anh Sang gọi, em cúp máy nha. Chưa ngủ. Một tiếng đồng hồ nữa, ra cho con thần kê ăn buổi tối nghe chưa? Em biết rồi. Đừng quên tao trừ lương á. Sao vậy em? Mệt rồi hả? Để em gọi anh Đôn tới chơi. Tôi đâu không tới ba này đâu. Sao không? Sao nè, anh cũng là chủ mà. Em gọi đi. Gọi soái ca của em có thèm nghe máy không? Anh nghe nè. Anh đang ở đâu vậy? Có gì không em? Tới ba đồng xanh chơi với em đi. Em đang ở đó hả? Bộ không nghe nhạc gì đùng đùng hay sao mà hỏi kỳ vậy? Em ở đồng xanh, chắc chắn là có nhu lì kè kè bên rồi. Anh tới đó làm gì nữa? Nói gì cũng nói được nữa. Thôi, em vui vẻ đi. Anh bận rồi ha. Anh lúc nào cũng bận hết á. Biết anh. Alo, em có sao không? Có chuyện gì không vậy? Sao chú hỏi vậy? Anh còn nhớ như in cái lần ba Sang đánh em, cho nên anh thấy no lắm. Anh Sang dặn là nhớ cho gà ăn cử tối. Cực thân em quá. Tôi quen rồi. Có gì cần giúp thì cứ gọi cho anh hoặc là anh Chính Lượng nha. Hy vọng là tôi không có gọi cho chú để cầu cứu.
Nhưng mà thỉnh thoảng anh gọi cho em được không? Tối tôi rảnh, chỉ sợ là chú bận thôi. Vậy thì tốt quá. Chú cũng đi chơi sao? Thì cũng có, nhưng mà đi chơi chỉ vì công việc thôi, chứ anh không có thích đi chơi. Tôi thấy anh Chính Lượng nể nang chú lắm. Chắc chú là ông Trầm hả? Ông Trầm mà tệ như vậy sao? Em đúng là khéo tưởng tượng đó nha. Thôi nha, tôi phải đi ra kiểm tra chuồng bò rồi. Chúc Sushi ngủ ngon. Cảm ơn, chú cũng vậy nha. Mà nè, em đừng có gọi bằng chú nữa, nhớ đó. Để tôi cố nhớ. Anh Bảy, tin đầu nó mới cho hay Hai Sơn làm trùm trở lại. Trên bãi có Khánh Trọc với Ly Cục đã đủ mệt rồi, bây giờ còn thêm Hai Sơn nữa. Chắc chắn Hai Sơn sẽ quậy phá Tính Trung. Hai Sơn còn cay cú anh em mình lắm, nó sẽ gây sự trước. Mình phải cố nhịn thôi. Hai Sơn với Khánh Trọc chẳng khác nào một lũ sói tranh mồi. Anh nghe là Tính. Anh Bảy coi cho người hỗ trợ tụi em. Em sợ không giữ nổi dĩ đá này đâu. Có gì lạ không mà sợ? Em nghĩ mình sắp trúng lớn rồi. Qua giờ tụi nó đào được mấy viên kha khá. Được rồi, anh Năm sẽ lên với tụi em liền. Dạ. Đi đi chú. Mấy lũ súng cứ nào kiếm được nó, tao cũng đấu. Đi. Bây giờ anh đã nói rồi, chỉ còn em. Em đang ở đâu? Cái gì vậy? Ý, anh đi đâu không? Ủa,
quá, anh Tư đâu qua, có gì không anh? Anh Tư tới gửi con gà, anh muốn giùm. Dạ, em mời anh. Anh không vô hả? Dạ, em mời anh. Dạ, em mời anh. Nam, anh có nói với ba Sang là đem gà tới đây để nhờ chăm sóc giùm. À, dạ, vậy anh đứng đây chơi, chờ chút xíu em đi kiếm con sushi nha. Mà anh đừng có đi lung tung, con chó nhẹ nó hơi dữ. Ê, tôi đông tới nhà, em đang tìm cách để giữ con trả lại. Báo cho ông Nhu liền nha. Sushi! Sushi lên ta biểu! Cha Nô mang gà lên gửi kìa. Mày ra nói chuyện với chả đi. Thì chị nói đi, chứ em biết gì đâu nói. Gà quế tao có biết gì đâu mà nói. Mày ra nghe chả dặn dò gì đi. Ê, mày nhớ nhắc chả đưa tiền thức ăn gà với tiền công nuôi nữa nghe chưa mày. Chị đòi đi, em không dám đòi đâu. Để tao đòi cho. Tiền đại gia ngu dũng rỉ. Đi. Dạ anh Tư. Chào sushi. Dạ, chào chú. Cái con nhỏ này, gì mà chào chú hoài à, quê muốn chết à. Gọi anh đăng quang. Dạ, em chào anh. À, anh Tư ngồi chơi, để em đi lấy nước nha. Chị để em làm cho. Ê, à, sushi, mày à, ở đây tiếp chuyện với anh Tư đi, để tao lấy cho. Anh chờ chút xíu nha. Cái gì? Hiểu rồi. Bây giờ đang tìm cách giữ chân chả nè. Ê, bà làm gì làm, tránh xa nhà tôi ra nha cha. Chú, anh có gì căn dặn không? Chỉ là nhờ em chăm sóc giùm con gà thôi. Còn chăm sóc ra sao là do em. Anh sắp đi đâu đó hả? Bé rồi, phải đi cày thôi. Đi lâu không? Em cũng quan tâm tới anh nữa hả? Tôi chỉ quan tâm tới con gà thôi. Nếu mà anh đi mau về á thì tôi sớm trả lại con gà. Người thông minh luôn ra vẻ hiểu sai ý của người khác quá ha. Anh Đôn ngồi chơi, nhâm nhi chút đi. Em có điện kêu hai dầu về tiếp chuyện anh Tư rồi. Thôi, để bữa khác đi. Bữa nay tôi không có rảnh, tôi phải về nè. Anh Tư có dặn dò gì sushi chưa? Rồi. Vậy anh ngồi chơi chút đi. Chứ lỡ đâu ba Sang mà biết anh tới đây á, cái tụi em tiếp đón anh không đàng hoàng, ba Sang chửi tụi em chết. Tôi tới tôi nhờ chăm sóc con gà là đã làm phiền mọi người rồi. Tôi không thể làm phiền mọi người thêm được. À, sushi, mày có nói với anh Tư á là nuôi gà phải mua đồ ăn, mua thuốc cho gà nữa. Ờ, đây là tiền thức ăn cho gà nè. Mấy cái này anh nhờ sushi anh đưa nó đi. Chị giữ giùm em đi. Vậy hả? Dạ, cảm ơn anh. Anh Tư uống hết lon bia rồi về anh. Một lon thôi nha. Dạ, lon thôi. Ơ sushi, ở lại đây chơi với anh luôn. Tôi em phải làm việc nữa anh ơi. Mày đứng đây chơi đi, dưới đó có gì đâu làm. Nè, em có đi làm ở đâu không? Em mới được nhận làm ở Ba Đồng Xanh đó anh. Ba Đồng Xanh. Em cũng chịu khó quá hả?
Ờ thì đi làm á thì cũng cực, nhưng mà em không làm á hả, bà Sàng không chửi em chết. Thì từ từ rồi quen em. Mà ai giới thiệu em vô ba đó vậy? Ờ, bữa em thấy á, ba đó đăng tuyển người, em xin đại, vậy mà cũng trúng nữa. Em cũng may mắn quá ha. À, cũng thường thôi anh. Ờ, thôi, chắc là anh về đây. Ê, anh uống hết lon đi rồi về. Thôi, cảm ơn em, để bữa khác nha. Đó. Sushi. Chăm sóc giùm anh con gà này nha. Dạ. Sushi, mày ở đây làm việc đi, tao đưa anh Đôn ra ngoài. Dạ. Đang nghĩ gì vậy anh Tư? Ai đưa bồ thằng cưng vô làm ở Ba Đồng Xanh? Là cái thằng hôm bữa vô quán bar quậy đó hả? Vừa quậy ba của mình mà nó vừa liên quan đến chiếc Camry của tao. Mình đang có cái đuôi bám theo. Cứ thử coi tụi nó làm cái gì. Em chỉ sợ tụi nó có súng, bắn bể bánh xe là coi như xong đó. Xe của nhà mình. Nếu không cho tụi nhỏ âm thầm bám theo, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thì em cũng có cách giải quyết của mình mà anh hai. Tụi này nó không giết nhầm như người ta đồn đâu, rõ ràng là muốn xử mày đó. Em cũng anh nha biết là ai đã đứng đằng sau vụ này. Nói đi. Chưa nói được. Mẹ, úp úp mở mở hoài. Mày nên nhớ là mỗi người chỉ có một mạng thôi đó. Chuyện này liên quan tới nhiều thứ, nói ra sẽ bắt lại. Tao cũng lờ mờ đoán được rồi. Má, hai thằng mày nó quên tẹt ra coi. Mày nghĩ lòng sáu đời chứ gì? Gì mà động trời vậy? Em nghĩ là thằng Nhu. Chú Sáu có những tính toán riêng của chú Sáu, nhưng ổng không tàn độc như vậy, nhất là đối với em. Mày còn bính ổng nữa. Từ bây giờ về sau, mày đi đâu á cũng phải cho tụi tao biết. Như vậy mất tự do đó anh hai, còn hơn là mất mạng. Thằng Nhu đã làm việc đó với mục đích gì chứ? Nó muốn con Yến. Mục đích quá rõ ràng. Mẹ, giết tình địch. Thằng này ghê thiệt. Chưa có chứng cứ rõ ràng, không có làm lùm xùm vụ này được đâu. Có chứng cứ thì mày xanh cỏ rồi con. Phải xử nó trước khi nó quay lại để hại mình. Thôi, tao ra nhà hàng. Bữa nay có tiệc cưới đãi hai sẵn. Tao ra lo cho chu toàn. Ổng lúc nào cũng nghĩ là mọi chuyện đơn giản hết. Anh hai là vậy mà. Không có tao với mày á, là sáu đời đã nuốt trọng ông rồi. À, anh ba, kiếm em có gì không? Đợt này đi ra bãi đá, tao đi một mình. Ủa gì kỳ vậy? Bữa anh ba nó đi chung mà. Tao nghĩ kỹ lại rồi. Mày ở nhà đi. Ở nhà mày làm cho ra mấy cái vụ lùm xùm hôm rồi. À, cũng được. Ba,
Tiền nhà trọ đâu? Đưa cho tôi. Xài hết rồi. Cái gì? 40-50 triệu, bà xài gì dữ vậy? Tao đưa cho má mày chợ búa là muốn hết rồi. Tao còn giữ 10 triệu chứ nhiều. Má, có đúng như vậy không? Đúng không? Tôi không có tin đâu. Má, đưa tiền cho tôi coi. Tao đóng hụi rồi mua thức ăn cho bò, mua phân, mua thuốc cho Lan hết rồi. Sao má lúc nào cũng bên ổng hết vậy? Để ổng đem tiền cho gái thì cho con gái trong nhà hay hơn không? Má hiền quá đâu có được. Tôi á là tôi phải đánh dằn mặt con Loan một trận. Mày yên tâm, chưa tới lúc đó đâu. Tụi mày thôi đi, để với tao sống với. Tụi mày hỗn quá rồi. Tao coi như không có lũ con mất dạy này.